Rồi chúng ta sẽ quay lại cái phần bài giảng của chúng ta liên quan đến cái việc là thiết kế liên kết chữ cắt cho dần liên hợp như thế này. Như vậy chúng ta đã biết rằng là chúng ta sẽ khảo sát hai cái trường hợp dần đơn giản. Một là trường hợp dần đơn giản chịu tải trọng phân bố đều, và hai là trường hợp dần đơn giản chịu lực tập trung. Như vậy là chúng ta biết rằng là tại cái bề mặt tiếp xúc đây của hai trường hợp là sẽ tồn tại cái lực trục dọc. Tồn tại cái lực trục dọc tại cái bề mặt tiếp xúc. Chúng ta cũng đã xác định là chúng ta sẽ bố trí liên kết trục cắt và tại cái bề mặt tiếp xúc đó. Và như chúng ta có nói là chúng ta sẽ sử dụng chốt có mô trục cắt. Chốt có mô trục cắt chúng ta cũng đã có đường kính chốt, có chiều cao chốt, có loại xà liên hợp, có vật liệu chúng ta xác định là kích thước chốt. Vậy chúng ta cần bố trí bao nhiêu chốt thì chúng ta sẽ làm cái nào? Lấy lực trục cho do sức căng thẳng, cắt vào một chốt. Làm sao biết được? Đúng rồi, như bạn nào đó nói, chúng ta sẽ lấy được cái lực trượt dọc. Vậy làm sao xác định được cái lực trượt dọc bây giờ? Làm thí nghiệm rồi. Xác định trượt dọc. Làm sao biết được cái lực trượt dọc tại cái bề mặt tiếp xúc giữa thép và bê tông bây giờ? Lấy min của sức theo bê tông và của theo chốt. Lực trượt dọc không phải là sức kháng trượt dọc. Như bạn vừa nói là sức kháng trượt dọc thì chúng ta mới lấy là min của chốt và của bê tông quanh thông chốt. Còn bây giờ chúng ta đã xác định là sức kháng trượt dọc. Thì quay lại chúng ta nhận thấy được rõ ràng sức kháng trượt dọc là gì. Chúng ta nhận thấy được khi chịu uốn. Khi chịu uốn thì rõ ràng là cái phần dần thép làm sao? Đây sẽ là cái phần này là phần gì? Chịu uốn. Dần thép chịu kéo, chúng ta coi đây là chịu kéo đúng không? Dừng. Đúng chưa? Ừ. Phần màu xanh này là gì? Chịu nén. Là nén cái gì? Đúng chưa? Đúng. Vậy chúng ta hình dung là tại cái bề mặt tiếp xúc đấy, cái phần dầm thép bên dưới sẽ chịu kéo, phần bản sàn bê tông bên trên sẽ chịu nén. Vậy cái lực trượt ở đây tại cái bề mặt tiếp xúc nó sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy rõ ràng đây là lực kéo của dầm thép. Chúng ta có xác định được cái hợp lực kéo của dầm thép không? Có. Đấy. Cái phần bản sàn bê tông ở đây chúng ta có xác định được cái khả năng chịu nén của cái phần sức kháng nén của cái phần bản sàn bê tông phía bên trên này không? Có. Vậy cái sức kháng trượt, cái lực tác dụng trượt dọc tại bề mặt tiếp xúc đây nó sẽ là bằng bao nhiêu? Mắc của ai kia? Mắc hay min? Min. Mắc ạ. Nếu mà là mắc thì chúng ta nhận thấy được, nếu mà là mắc thì một trong nó sẽ không phá hoại để trượt dọc mà nó sẽ phá hoại tại đâu? Phá hoại tại vật liệu. Đúng không? Nếu mà chúng ta chọn mắc thì nó sẽ bị phá hoại tại vật liệu chứ nó không bị phá hoại tại cái bề mặt tiếp xúc. Như vậy ở đây chúng ta đang xác định là chỉ cần lấy bằng được cái nhỏ nhất thôi thì nó sẽ xảy ra hoặc là phá hoại tại mặt tiếp xúc hoặc phá hoại tại cái vật liệu thôi. Chứ chúng ta không thể nào mà bố trí tính liên kết để nó phá hoại tại vật liệu được. Thế nên ở đây sức kháng trượt dọc thì cái sức kháng trượt dọc của tại cái bề mặt tiếp xúc sẽ được xác định là bằng min của cái phần màu đỏ là phần của dầm thép và phần màu xanh là của gì? Bê tông chịu nén của phần bản sàn bê tông. Như vậy là sức kháng trượt dọc chắc tại nơi mặt tiếp xúc sẽ được xác định bằng giá trị nhỏ nhất hoặc cái khả năng chịu kéo của dầm thép hoặc là khả năng chịu nén của phần bản sàn bê tông. Cái công thức này có tính được không? Có chứ. Đã tính chưa? Rồi. FCK là... Cái này chúng ta đã tính bao giờ chưa? Rồi ạ. Tính ở đâu nhỉ? Dần thép. Moment bên dạng. Cái phần này chúng ta đã tính rồi.
Tính ở đâu? Tính ở ngay khi xác định vị trí trục trung hòa kìa. Khi xác định vị trí trục hòa kìa, chúng ta phải làm gì nữa? So sánh hợp lực vùng kéo và xác định đây chính A nhân FI gam M chính là gì? Hợp lực vùng kéo vậy hoàn toàn chúng ta xác định được số lượng chốt bằng phép tính là gì? Lấy VLS chia cho cái gì? Sức kháng trượt của một chốt ạ. Đấy, chia cho cái đây gì? Chia cho cái PRD đấy gì? Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ nhận thấy được là lấy VLS chia cho PRD là có thể xác định được số lượng chốt. Tuy nhiên đấy, chúng ta cần phải kể đến hệ số an toàn và nữa. Tuy nhiên cái số lượng chốt đấy chúng ta bố trí thế nào? Cái đấy mới là cái phức tạp này. Cái này mới là cái chúng ta hành chúng ta chốt chứ. Như vậy đây chúng ta cần biết rằng là số lượng chốt chúng ta bố trí ra thì như chúng ta nói là gì? Là số lượng chốt sẽ phải bố trí trong cái vùng chiều dài trượt dọc LS. Đúng chưa? Ngay ở đây chúng ta có thể gọi là chiều dài LCR là chiều dài do phá hoại do lực trượt dọc. Có nghĩa rằng là trong dầm đơn giản chịu lực phân bố nền thì chiều dài lực trượt dọc LS hay là LCR nó sẽ được xác định bằng một nửa của dầm đơn giản, một nửa của dầm. Còn trong trường hợp dầm đơn giản chịu tải trọng tập trung thì cái loại LCR đấy như chúng ta luôn luôn nói là bằng gì? Là bằng khoảng cách gần nhất từ đối tượng đến lực tập trung. Như vậy khoảng cách gần nhất từ đối tượng đến lực tập trung trong trường này nó sẽ là khoảng cách nào? AB ạ. Và trong đoạn BC thì chúng ta cũng sẽ bố trí chốt nhưng mà sẽ chỉ bằng trong đoạn AB thôi, tại vì nó AB là cái đoạn nguy hiểm nhất. Vậy ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái hình mũi tên để minh họa cho việc là bố trí chốt. Vậy số lượng chốt mà chúng ta tính được là bằng VLS chia cho PRD là bố trí trong đoạn gì? AB thôi. Và đoạn BC sẽ bố trí một đoạn là bằng bao nhiêu nữa? Bằng AB. Vậy số lượng chốt mà chúng ta tính theo công thức VLS chia cho PRD đấy nó chỉ là cho một nửa dầm thôi, hay là bố trí cho cái đoạn LCR. Và tương tự như thế thì chúng ta sẽ có được là gì? Trong dầm đơn giản chịu lực tập trung thì cái số lượng chốt mà chúng ta tính ra được là chỉ bố trí cho đoạn AB thôi. Và đoạn BC cũng sẽ phải bố trí, như vậy số lượng chốt cho cả dầm thì nó sẽ phải là hai lần chốt bố trí cho đoạn AB. Và trong đoạn AB chúng ta sẽ phải bố trí dày hơn, trong đoạn BC chúng ta sẽ phải bố trí thưa hơn. Chúng ta có hiểu chỗ này không? Có nghĩa là gì? Là số lượng chốt chúng ta bố trí cho đoạn AB sẽ bằng cho đoạn BC và sẽ bằng VLS chia cho PRD. Hay số lượng chốt, nếu mà chúng ta gọi số lượng chốt cho toàn bộ dầm thì chúng ta sẽ gọi là N bằng NFAB cộng với NFBC. Và để đảm bảo được mức độ liên kết hoàn toàn thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải bố trí, nếu mà chúng ta gọi N là số lượng chốt bố trí thì N sẽ phải lớn hơn hoặc bằng NF trong đoạn AB và NF trong đoạn BC. Theo liệu quay lại ở đây, nếu mà trong cái đoạn LAB này nó rất nhỏ, đúng chưa? Chúng ta nhìn thấy sau BC nó rất nhỏ đúng không? Và như chúng ta nói là nếu tất cả chúng ta sử dụng dầm liên hợp thì chúng ta bố trí tối đa trong một sóng tôn giác vuông các cơ sở thì chúng ta bố trí tối đa được 2 chốt. Vậy liệu trong đoạn AB chúng ta liệu chúng ta có thể bố trí được quá nhiều chốt không? Chúng ta tính ra cần ví dụ là 30 chốt nè. Nhưng mà AB đấy chúng ta chỉ có độ 10 sóng tôn. Mỗi sóng tôn bố trí được 2 chốt. Vậy cần thiết liên hợp hoàn toàn là 30 chốt thôi, chúng ta chỉ bố trí được 20 chốt thôi. Thì điều gì sẽ xảy ra? Có là số lượng chốt thực tế
bố trí nhỏ hơn số lượng chốt cần thiết thì điều gì sẽ xảy ra? Nó liên kết không hoàn toàn. Như vậy rõ ràng chúng ta sẽ xảy ra cái trường hợp là liên kết không hoàn toàn, chứ không phải là liên kết sẽ bị đóng lại. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi liên kết không hoàn toàn? Có lực giảm moment bền dẻo. Giảm một sẽ là bị giảm moment bền dẻo. Hai, điều gì nữa sẽ xảy ra? Giảm cái lực tuyệt dọc. Giảm lực tuyệt dọc thì chính là nguyên nhân giảm cái moment bền dẻo rồi. Còn cái điều gì nữa sẽ xảy ra? Còn cái gì nữa? Tính toán trước là mình dựa trên những cái hoàn toàn, chứ nó không hoàn toàn rồi. Nó có. Thì đấy thì chính vì nó sẽ là giảm moment bền dẻo. Quan trọng nhất là giảm moment bền dẻo. Biến dạng lớn. Biến dạng lớn. Biến dạng lớn thì điều gì sẽ xảy ra nữa? Nứt à? Nứt à? Nứt vào được không? Thì lúc này chúng ta cần lưu ý, đối với liên kết không hoàn toàn thì sẽ xảy ra hai trường hợp ảnh hưởng đến kết quả tính toán của chúng ta. Một, đó là moment bền dẻo sẽ suy giảm. Hai là độ võng của dầm liên hợp sẽ tăng. Vậy đây chúng ta cần xác định được là cái mức độ liên kết. Mức độ liên kết sẽ là bằng gì? Mức độ liên kết sẽ được xác định như nào? Nếu mà chúng gọi là, chúng gọi là liên kết hoàn toàn hay không liên kết hoàn toàn thì mức độ liên kết sẽ được xác định bằng công thức này ạ. Số lượng chốt chia cho số lượng chốt cần thiết. Đúng rồi. Vậy mức độ liên kết sẽ được xác định bằng số lượng chốt bố trí chia cho số lượng chốt cần thiết. Đấy chính là cái mức độ liên kết. Thì người ta sẽ căn cứ vào cái tỷ số. Nếu mà số lượng chốt bố trí bằng số lượng chốt cần thiết thì mới là mức độ. Cái tỷ số đó là bằng 1 và dưới hơn 1 thì chúng ta gọi là liên kết hoàn toàn. Nhỏ hơn 1 thì người ta gọi là liên kết không hoàn toàn. Và bằng 0 thì người ta gọi là không liên kết hay là không liên hợp. Vậy đây chúng ta sẽ có được là nếu chúng ta bố trí nhỏ hơn cái số lượng, hay ở đây là mức độ liên kết là nhỏ hơn 1, thì chúng ta sẽ phải tính được cái giá trị moment bền dẻo suy giảm. Giá trị moment bền dẻo suy giảm thì sẽ được xác định như ở công thức chúng ta có ở trên màn hình đây. Trong đó N chia cho NF chính là mức độ liên kết. Trong công thức ở trên, N chia cho NF đây chính là mức độ liên kết. M PLRD cộng MPLRD cộng ở đây thì chính là bằng MAPLRD cộng với cả mức độ liên kết nhân với cả cái hiệu số của MPLRD cộng trừ đi cho MAPLRD. Trong đó MAPLRD chính là moment bền dẻo của đường thép. M cộng PLRD này là moment bền dẻo của dầm liên hợp khi xác định với giả thiết moment bền mức độ liên kết là 1. Bây giờ mức độ liên kết nhỏ hơn 1 thì chúng ta sẽ phải nhân vào. Đây là công thức, chúng ta có vấn đề gì về công thức này không? Các giá trị này chúng ta đã tính hết rồi. Ở đây chúng ta sẽ có hai trường hợp đặc biệt. Trường hợp là liên kết hoàn toàn. Trường hợp liên kết hoàn toàn thì cái này bằng 1. 1 thì chúng ta nhìn thấy được MAPLRD trừ đi MAPLRD, như vậy là nó sẽ còn là bằng gì? Vậy moment bền dẻo này sẽ là gì? Bằng với cả moment bền dẻo trước, ta không có không có suy giảm gì cả. Còn nếu mà mức độ tỉ số này bằng 0 thì có ra sao? Không, như vậy toàn bộ cái vế này sẽ bằng 0 và sẽ cuối cùng sẽ chỉ còn lại là gì đấy? Bằng moment bền dẻo của dầm thép. Nhưng đây chính là hai cái trường hợp đặc biệt. Ở đây tôi sẽ viết sửa lại, tôi thử xem tôi viết sửa lại chúng ta đợi chút nhé, để cho nó giống với ký hiệu của chúng ta đã học từ trước đến giờ. Giờ đây tôi vừa mới sửa lại trong đó cái công thức ở trên thì chúng ta nhận thấy được cái chữ RED này là viết tắt của từ reduce, tức là suy giảm. Thì moment bền dẻo dương suy giảm thì sẽ được bằng moment bền dẻo của dầm thép
cộng với cái mức độ liên kết nhân với tỉ số của cái mô men biển dẻo với mức độ hoàn toàn từ trong mô men biển dẻo của mét. Ở đây chúng ta sẽ có hai trường hợp khá được. Thì đấy là chúng ta cần, như vậy là chúng ta nói là khi chúng ta xác định và bố trí số lượng chốt xong thì chúng ta phải xác định được đến mức độ liên kết. Sau khi xác định được mức độ liên kết xong thì chúng ta sẽ phải đi kiểm tra xem là mức độ liên kết đấy như thế nào. Nếu mà bằng 1 thì chúng ta xác định không có sự suy giảm. Còn nếu mà nhỏ hơn 1 thì nó sẽ 1 là sẽ gây ảnh hưởng đến moment biển dẻo suy giảm. Tuy nhiên ở đây chúng ta còn một cái đặc điểm nữa chúng ta cần lưu ý, đó là gì? Là khi thiết kế dầm liên hợp thì thông thường chúng ta sẽ không bao giờ thiết kế cái mức độ liên kết là bằng không cả. Tại vì mức độ bằng không thì nó quá ít và nó sẽ xảy ra sự biến dạng rất lớn. Thế nên là trong tiêu chuẩn EOTOT thì người ta có cái quy định là đối với sàn lọc và sàn liên hợp thì cái mức độ liên kết tối thiểu nó sẽ là bao nhiêu. Thì mức độ liên kết tối thiểu đối với bản sàn lọc và đối với bản sàn liên hợp khi có nhịp dầm nhỏ hơn 5m và 10m thì mức độ liên kết tối thiểu là 0.4. Như vậy đâu đó chúng ta hình dung được là không bao giờ được bố trí số lượng tốt dưới 40% quy định. Và chúng ta sẽ phải bố trí lớn hơn. Thì đấy là cái chuyện yêu cầu cấu tạo. Vậy khi mức độ liên kết nhỏ hơn 1 thì ở đây chúng ta đã có được xác định moment bền dẻo suy giảm. Thế còn độ võng suy giảm nó nằm ở đâu? Độ võng suy giảm thì chúng ta sẽ xem lại cái phần xác định độ võng ở cái bài hôm trước. Thì chúng ta sẽ có được công thức xác định độ võng suy giảm của dầm. Đây, với liên kết độ võng, khi xác định độ võng có liên kết không hoàn toàn đây thì chúng ta sẽ có công thức để xác định được độ võng khi dầm của chúng ta là có mức độ liên kết không hoàn toàn. Như vậy khi có mức độ liên kết không hoàn toàn thì ở đây chúng ta sẽ có được, đây chính là công thức để xác định độ võng. Như vậy độ võng của dầm liên hợp khi kể đến mức độ liên kết không hoàn toàn nó sẽ tăng lên một lượng. Và cái mức độ liên kết này như chúng ta nói là chúng ta vừa đề cập đến xong, và mức độ này sẽ là được là xác định bằng bao nhiêu? Bằng N chia cho NF, tức là bằng số lượng chốt bố trí chia cho số lượng chốt cần thiết để đạt mức độ liên kết là bằng vậy. Thì trong công thức ở trên chúng ta nhận thấy được là độ võng của dầm liên hợp là delta C, là độ võng của dầm delta C là độ võng của dầm khi liên kết hoàn toàn sẽ được tăng lên một lượng. Một lượng đấy nó sẽ phụ thuộc vào biện pháp thi công, sẽ bằng alpha là bằng 0.5 khi chuyển sang chống và 0.3 khi không chuyển sang chống. Delta A là độ võng của dầm thép, độ võng riêng của dầm thép. Delta C là độ võng của dầm liên hợp hoàn toàn và nhân với cả 1 trừ cho cái mức độ liên kết. Vậy đây chúng ta sẽ xác định được cái giá trị độ võng của dầm liên hợp khi có mức độ liên kết không hoàn toàn. Như vậy chúng ta đã hiểu được là với mức độ liên kết hoàn toàn và không hoàn toàn thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, ảnh hưởng đến cái gì, moment biển dẻo, ảnh hưởng đến lực cắt, ảnh hưởng đến độ võng. Như vậy là cái phần bài học liên quan đến phần dầm liên hợp của chúng ta là kết thúc tại đây. Thì trước khi kết thúc thì tôi các bạn sẽ có cái phần ví dụ. Ví dụ thì tôi yêu cầu các bạn về xem cái phần ví dụ trong cái chương dầm liên hợp. Nó có một cái phần ví dụ tính toán đầy đủ. Chúng ta xem kỹ lại cái phần ví dụ đó. Bạn nào đó nói cho tôi xem là cái ví dụ đấy là trang bao nhiêu? Các bạn nào có sách không? Các bạn nào có sách ở đây không? Có bạn nào có sách ở đây không? Đây là ví dụ trang 144.
thế đấy, thì đấy là phần dần liên hợp. Ví dụ bạn đọc cho tôi cái ví dụ thế nào, đọc cho tôi cái ví dụ. Ví dụ tính toán dần liên hợp và liên kết đấy. Em đọc tiếp đi. Trong ví dụ này, ta chỉ xét đến trường hợp dần liên tục đơn giản có liên kết hoàn toàn, và đây là loại liên kết thường gặp. Từ đó có thể suy ra cách tính toán của dần liên tục một cách dễ dàng khi tham khảo cách tính nội lực trong phần bản sàn liên hợp. Bài ví dụ cơ mà, cái phần ví dụ cơ mà. Em đọc lên đầu bài ví dụ thế nào? Đầu đề. Đầu đề là xét một dần liên hợp đơn giản là dần phụ kê hai đầu lên dần chính của sàn công trình. Nhịp dần này là 10 mét, khoảng cách giữa các dần là 3,5 mét. Đúng rồi. Hình. Xác định bề rộng hiệu quả. Rồi nào, bây giờ chúng ta sẽ có quy trình thiết kế dần liên hợp. Đầu tiên chúng ta sẽ có dữ liệu là gì đây nè? Các bạn có nhìn thấy cái màn hình đang chia sẻ không? Có. Có. Rồi vậy dữ liệu chúng ta có là gì thế nào? Một là gì? Như vậy. Một tính. Chúng ta sẽ cần có sơ đồ kết cấu, đúng chưa? Thế thì trong sơ đồ kết cấu đấy nó sẽ có gì? Tải trọng. Sẽ có nhịp và tải trọng. Và từ cái nhịp và tải trọng chúng ta mới xác định được là khoảng cách giữa các dần là bao nhiêu nhịp, bước, tải trọng, đúng chưa? Tiếp đến gì nữa? Trong sơ đồ kết cấu thì bao giờ sơ đồ kết cấu hay là mô hình tính hay là mặt bằng kết cấu thì bao giờ cũng phải có thông tin vật lý công trình này, đúng chưa? Thông tin vật lý thì nó phải có gì? Vật liệu. Chúng ta sẽ phải có vật liệu. Vật liệu ở đây nó sẽ là gì? Thép, có gì? Bê tông. Bê tông có của gì? Thép. Ừ. Có của gì? Thép sợi. Nếu có. Thép sợi. Và tiếp đến là chúng ta phải có dự kiến xem là vậy chúng ta các cái trường hợp sàn liên hợp thì chúng ta định cho liên kết với dầm liên hợp như thế nào. Và cụ thể đây thì chúng ta sẽ có trường hợp liên quan đến phóng tôm ra làm sao, đúng chưa? Số lượng tốt như thế nào? Số lượng tốt trong sóng. Như vậy sóng tôm ở đây thì chúng ta có hai trường hợp, như chúng ta nói là để suy giảm, để xác định được cái sức kháng trượt của một chốt thì chúng ta sẽ có hai trường hợp là gì? Sóng tôn khác gì? Song song và sóng tôn khác gì? Vuông góc. Số lượng chốt trong sóng thì sẽ là ảnh hưởng đến gì? Một hoặc hai chốt. Đúng chưa? Vậy với cái dữ liệu như thế này, liệu chúng ta đã đủ để bắt đầu vào đi thiết kế dần liên hợp chưa? Đủ. Đúng không? Đủ. Chúng ta đã đủ số liệu để đi thiết kế dần liên hợp chưa? Đủ rồi. Vậy thiết kế dần liên hợp chúng ta sẽ phải tìm gì? Bề rộng hiệu quả. Một là gì? Tiết diện. Bề rộng hiệu quả. Bề rộng hiệu quả. Tiết diện. Tiết diện. Tiết diện. Cho tôi xem là sử dụng moment bền dẻo. Mà cộng M trừ B là R D. Đúng chưa? Hai là gì? V P L R D. Ba là gì? M B trừ. Bốn là gì? V L R D. Năm là gì? Độ võng. Đấy là tất cả những cái thứ mà chúng ta cần quan tâm. Đối với cả dần liên hợp, sơ đồ kết cấu thì đây chúng ta phải có vật liệu này. Chúng vậy chúng ta thiếu được một cái nữa, đó là thép sợi. Tiết diện của lần thép. Tiết diện của dàn liên hợp. Hay là
tiết diện của phần bê tông. Chị. Bê tông. Như vậy là bây giờ chúng ta bắt đầu làm thì chúng ta sẽ làm như thế này. Bước 1 chúng ta sẽ phải làm gì? Xác định. Một chúng ta sẽ làm gì? Bê tông quá. Bước 1 chúng ta sẽ làm gì? Rồi xác định hiệu quả xong, các công thức còn nói đến rồi đúng không? Và nghĩ đến bề rộng hiệu quả đây, chúng ta cần nói rõ ra là bề rộng hiệu quả dương và bề rộng hiệu quả âm. Hai công thức này khác nhau. Bước 2 là gì? Phân loại tiết diện. Rồi chúng ta không thể nào bỏ qua cái việc phân loại tiết diện được. Bước số 3. À đang nghe quên mất, tôi đang nói với các bạn đang thiếu một bước, đó là bước số 0. Bước này rất quan trọng, đó là hình vẽ. Hình vẽ này các bạn cần lưu cho tôi là đầy đủ kích thước hình học đã cho ứng với cái đầu bài của chúng ta, hoặc ứng với các số liệu của chúng ta. Rồi bước số 3 làm gì? Bước số 3 làm gì? Bạn nào nhớ được bước số 3 là gì không? Xác định vị trí trục. Xác định trục trung hòa. Đúng rồi, đây chúng ta sẽ phải trước khi xác định trục trung hòa thì chúng ta phải xác định đến thâm lực. Và gì? FFK. F gì? FK. F chính là gì? Tập lực của phần vùng cánh trên của đồng thép. Cánh trên của đồng thép, hợp lực của cánh trên của đồng thép. Và bước thứ tư sau khi có ba cái giá trị này rồi thì chúng ta mới xác định vị trí trục trung hòa. Xác định vị trí của P là E. Sau khi có xác định vị trí P là E, có xác định dễ không? Sau khi có này rồi thì chúng ta cũng rất là tính thôi. Có xác định vị trí của hai làm sao? Thì xác định được mà một bên bề dẻo. Tức một bên bề dẻo. Đó cũng chỉ là một thuyết. Tuy nhiên ở đây chúng ta còn một cái mà khả năng chúng ta sẽ phải động chạm đến trong trường hợp moment bề dẻo âm hoặc moment bề dẻo dương khi trục trung hòa nằm ở bản book của dầm thép, là chúng ta sẽ phải đi xác định gì nữa? Mà APLRD ạ. Moment kháng quân. Và như tôi nói là cái này chúng ta đang rất khó. Quá khó. Như chúng hôm trước chúng ta nói cái này chúng ta sẽ xác định được bằng VPLRD nhân với FI chia cho gamma N. Vậy VPLRD bằng bao nhiêu chúng ta chưa về lại tiếp tục tìm hiểu tiếp là cái giá trị này xác định nào nhé. Rồi bước 6 là gì? Bước số 6 là chúng ta tính gì? Độ võng hay cái gì? Nó cắt, cắt. Xác định cái VPLRD. Hay ở đây gọi nôm na cho là xác định cái sức kháng cắt của đồng nên hợp. Cho nó sang cái sang câu thứ thực ra đây chính là gì? Chính là đi xác định sức kháng cắt của dầm thép thôi. Và thực ra dầm thép cho nó sang câu thứ thực ra đây chính là của bản bụng thôi. Bước 7 là gì? Nếu mà chúng ta phải xác định thì chúng ta đi xác định cái MB. Nếu mà có moment bền dẻo âm thì chúng ta sẽ phải đi xác định xem là dầm này có bị mất ổn định tổng thể không? Bước số 8 là gì? Chốt. Như vậy đây chúng ta bước số 8 là chúng ta sẽ đi xác định số lượng chốt. Bố trí chốt. Bố trí chốt.
co giật. Và cái số lượng chốt này như chúng ta có nói, số lượng chốt này là cho gì đây thôi? Mà bố trí chốt cho dầm này thì là bố trí này lại phải là cho gì? Toàn dầm. Bố trí chốt là toàn dầm. Bước số 9 chúng ta phải làm gì? Kiểm tra hay là xác định mức độ liên kết, và cụ thể đây chính là gì đấy? Và cái này chúng ta sẽ phải so sánh với 1. Bước thứ 10 là gì? Nếu mức độ mười một là gì? Chị xác định độ cứng của dầm liên hợp và độ võng của dầm, đúng chưa? 12, nếu n trên ns này lại nhỏ hơn 1 thì delta này sẽ là tăng, và sẽ phải đi xác định độ võng của dầm thép, và sẽ gì? Kiểm tra lại đang ra tăng lên một loại là bằng bao nhiêu? Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có các cái bước để chúng ta khi thiết kế dầm thì chúng ta cần phải lưu ý cái việc đó. Có bạn nào phát hiện chúng ta cần phải bổ sung cái gì không? Nào, các bạn đã phát hiện ra chúng ta cần phải làm cái gì nữa không? Vậy ví dụ chúng ta có rồi, chúng ta về chúng ta thử áp vào cái quy trình thay số nào sẽ nó như thế nào? Chúng ta luyện tập thôi. Và ở đây tôi cần các bạn cho tôi xét, sau khi xác định được các bạn sẽ cho so sánh cho tôi xem là m M A P L R D là bằng bao nhiêu? M P L R D cộng bằng bao nhiêu? M P L R D trừ bằng bao nhiêu? Nếu mà chúng ta gọi cái M A P L R D là 100%, thì M P L R D cộng là bằng bao nhiêu phần trăm so với M A P L R D? Và MPLRD trừ này bằng bao nhiêu phần trăm MAPLRD? Vậy để cái này một cái điểm gì? Để chúng ta hình dung được, à, tốn rất nhiều chốt để làm mức độ liên hợp, tốn sàn liên hợp để làm dầm liên hợp, và cuối cùng nó tăng được hiệu quả là bằng bao nhiêu? Thì là chính là cái bảng này để chúng ta nhận ra so sánh được xem là nên sau này khi chúng ta bắt đầu áp dụng vào công trình thực tế thì nên dần liên hợp, nên áp dụng vào chỗ nào, liệu nó có thay thế hết được 100% dần thép hay không. Rồi, như vậy đây chúng ta còn có vấn đề gì cần trao đổi nữa không?
không ạ? Rồi, nếu chúng ta không còn vấn đề gì trao đổi nữa thì đây chính là cái kiến thức đã đề cập đến ở chương số 3 của chúng ta, là chương gần liên hợp. Rồi, chúng ta còn một cái phần nữa để kết thúc môn học này, đó là phần cột liên hợp, chúng ta sẽ học tiếp. Rồi, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng ta cùng nhau.